Thưa quý vị, bà con, cô bác, quý anh chị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1957, tại Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hiện tại tôi đang sống tại Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tôi là người rất yêu quê hương, nơi tôi đã sinh ra. Quê hương tôi rất đẹp, mọi người dân sinh sống rất yên bình, rất dân dã. Đồng thời tôi cũng rất yêu nơi tôi đang sống. Tôi coi nơi tôi đang sống là quê hương thứ hai của tôi. Chính vì thế tôi đã lập ra kênh YouTube này để chia sẻ với các bạn, quý vị và các anh chị tất cả những hình ảnh đẹp, cái văn hóa, cuộc sống ở đời thường, về ẩm thực, lễ hội và tất cả những phong cảnh thiên nhiên mà tôi đã đi qua. Và đây xin mời quý vị các bạn xem một số hình ảnh quê hương tôi, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, và một số hình ảnh nơi tôi đang sống, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nào, xin mời các bạn cùng xem nhé. Đây là con sông quê tôi, con sông Văn Úc, giữa Vĩnh Bảo giáp với Thái Bình. Con sông này một bên là Vĩnh Bảo, còn bên kia là huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình.